mỗi người sẽ có một cái gu là, nhưng, để nó đẻ ra chuyện. Nhưng mà em nói thiệt luôn á, cuộc sống này cũng vậy á, mỗi người sẽ có một cái gu, nhưng cái gu đó không cùng tần sóng với mình. Chính xác. Có nhiều người như vậy, đó là lý do họ đau khổ trong tình yêu hoài, là tại vì cái gu không có đúng với cái sống của họ. Có rất nhiều con người, tôi họ nói thiệt nha, thí dụ có rất nhiều con người nha, mình mê người ta, mình tới mình chinh phục người ta, mình rất muốn người ta, nhưng sau khi mình quen được người ta nha, được nha, em sẽ cảm thấy ở chừng 2 tuần lễ em thấy câu chuyện khác, thiệt là khác, rất quớt liền. Đúng rồi. Mặc dù em rất thèm người ta nha. Chính xác, bởi vì em nói là cái gu với cái nhìn đó, nó khác với cái sống phù hợp với mình. Thường những cái thứ anh thích nha, thích nhiều nha, là toàn thứ rất quớt không? Có lẽ tại vì nhiều lúc xin bỏ cái người đó lên trên một cái gọi là cái pedestal, một cái tượng đài, tức là cho một cái tiêu chuẩn cao hơn bình thường. Cho nên khi mà mình chạm mặt á, đâu có ai mà thần thánh được như vậy. Không phải luôn. Càng chảnh tôi càng thích. Tôi thích cái sự chinh phục, tôi thích được làm mềm một cái người rất là cứng. Hầu như tất cả các trường hợp tôi đều có thể làm cho họ yêu tôi được. Khi họ yêu tôi nghĩ là mọi thứ nó phải ổn chứ, đúng không? Nhưng không. Ổn là họ yêu mình thôi, nhưng cái lối sinh hoạt hoàn toàn khác mình. Đúng rồi. Cái lối sinh hoạt của những cái người mà tôi cái gu của tôi đó lại hoàn toàn khác với tôi. Họ sẽ không thích đi ăn như tôi, tại vì họ có một cái body đẹp và họ thích cái gì đó nó sang trọng, nó unique hơn, nó kín đáo hơn. Tôi thì lại rất là thích cái gì đó vui, bạn bè đông này nọ. 2-3 giờ sáng gọi điện đi ăn cho bằng được á. Tôi thích cái gu là những người nó phải rất lộn tâm, mà trong khi tôi lại sống rất là open. Thì những cái người nội tâm nó sẽ cảm, ở lâu tôi sẽ cảm thấy hơi ngột ngạt với họ, bị mệt với họ, họ nghĩ cái gì cũng drama hết. Mà trong khi tôi lại chỉ muốn vui tính, nhưng mà cái người vui tính thì lại không phải là gu của tôi. Các bạn thấy nó nghịch lý không? Nó luôn, mà tôi bị gặp hoài cái đường, nó giống như cái chuyện mà mình đi ra ngoài đường và mình thấy một bộ đồ rất đẹp, đó là gu mình. Trời ơi, nó đẹp nhưng mặc vô sẽ không đẹp, không hợp, không vừa. Em hiểu rõ ràng. Có thể Harry Won cũng sẽ rất thích mặc những bộ đồ chiến binh, nữ vệ sĩ đồ này nọ, nhưng phát một bộ đồ chiến binh vô Harry Won nhìn dễ sợ lắm, nó thật rất dễ sợ, mà không có cái năng lượng mặc những bộ đồ đó. Và ngược lại, có thể Hồ Ngọc Hà cũng lâu lâu thích những cái gì nữ tính bánh bèo, cứ đưa cái đầm bông như Hồ Ngọc Hà bạn đi rồi biết cảnh nha, mình sợ hãi lắm nha. Có những cái nó thuộc về mình và không thuộc về mình, nhưng mặc dù là trong trái tim mình có thích điều đó. Chắc chắn Khả Như em sẽ rất thích những cái mà gym suit, đúng không? Đúng rồi, em cũng sẽ thích, nhưng mà không bao giờ mình không làm, mình search được. Anh cũng vậy, anh thích những cái đồ mà chân phải ốm, skinny, áo rộng thật rộng giống như Hàn Quốc, nhưng mà mình lùn có 1m7 mà đầu bẩn cái đó nó không ra cái gì hết á. Anh thấy nó có những cái mình rất thích nhưng nó không thuộc về mình. Nó là như vậy, cuộc sống nó là như vậy. Xin chào mọi người, và mọi người hãy nhớ subscribe kênh YouTube của Madison Media Group nhé. Vô Lăng Tình Yêu 19h30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ ngày 11 tháng 10. Đừng bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc của Vô Lăng Tình Yêu tại TikTok Madison Entertainment. Thật may mắn sao gặp được người như anh, luôn che cho em.